Nhiệm vụ thứ 92 chúng ta sẽ nhận ở chỗ cậu bé Han à, Một cậu bé đứng chơi vơ giữa một cái cánh đồng gần cái hồ này ha Các bạn để ý này Đó. Có cậu bé Han đứng giữa con đường Ok bạn có thể um, bạn có thể thắp sáng bụi cỏ đó không có một tổ ong bên trong và tôi đã được trả 10 xu để loại bỏ nó nhưng tôi không dám tôi đã phun nó bằng chất lỏng dễ cháy tuy nhiên tôi không dám thắp lửa nó Ok, tôi sẽ giúp. Trời ơi, có đốt lửa mà không dám. Đây, các bạn đi lên phía bắc một xíu ha. À. Đây, có một cái cây bot này. Tương tác vào thôi. Bạn nghe thấy một tiếng ồn ào từ bụi cây hình như là ông đó. Đốt lửa đó. Đó, cháy rồi. Vậy là xong. Rồi, quay lại trả nhiệm vụ thôi. Ờ, ừ, tôi có thể đã quen với nhiều chất lỏng dễ cháy. Rất tiếc. Chúng tôi đã giết họ, họ mặc dù giết chúng bằng lửa. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Đồng ý ok vậy là hoàn thành cái nhiệm vụ đốt cháy bụi cây các bạn khá là đơn giản thôi